chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình hôm nay. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái mẫu máy bay mới. Đó là một mẫu máy bay mà chuyển thể từ một loài động vật rất là mạnh mẽ, rất là đẹp. Đó là một loài bò sát các bạn. Đó là một loại rồng các bạn nhé. Để cấp mẫu máy bay này thì việc lựa chọn loại giấy phù hợp rất là quan trọng. Do máy bay có đường gân cánh khá là mỏng, chính vì vậy các bạn phải sử dụng các loại giấy có định lượng dày. Với loại giấy trắng thông thường như này thì việc máy bay bay sẽ rất là kém do cánh khá là mềm các bạn nhé. Khi các bạn gấp xong cánh khá là mềm, chính vì vậy mà khả năng bay nó sẽ kém hơn. Tuy nhiên mẫu này thì sử dụng loại giấy này vẫn bay rất là tốt. Ôi, rất tuyệt vời các bạn ơi. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ thử test chiếc máy bay hình một con rồng. Sẽ bay từ độ cao khoảng 100m so với mặt đất. Xem khả năng bay nó của nó như thế nào các bạn. Và bây giờ mình sẽ test từ. Rồi ok. Đó, rồng bay lộn rất là đẹp các bạn ơi. Rồi ok, bay như con rồng luôn các bạn. Rồi, nhưng để thực hiện chức năng Bomeda thì các bạn không thể sử dụng cái loại định lượng giấy như này. Mình đã sử dụng loại định lượng giấy dày hơn và thực hiện chức năng boomerang thì con rồng của chúng ta bay rất là tốt. Thì khi đó các bạn tiếp tục đẩy phần cánh cong lên, nó bay sẽ rất là tốt các bạn nhé.